Nguyên nhân ban đầu được xác định xuất phát từ tầng 1, sau đó cháy lan lên các tầng khác của tòa nhà. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận Hai Bà Trưng đã huy động hàng chục chiến sĩ cùng với nhiều xe cứu hỏa đến phong tỏa hiện trường, khẩn trương dập lửa. Sau hơn một tiếng, lực lượng chức năng đã cơ bản khống chế được đám cháy, khoanh vùng không để cháy lan. Lực lượng chức năng đã kịp thời hướng dẫn 9 người thoát nạn. Đám cháy không gây thiệt hại về người. Tại hiện trường, một nam thanh niên được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện. Hiện chưa có thống kê thiệt hại về tài sản. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ.